Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách chữa khỏi dứt điểm bệnh sâu răng, đau răng, ê buốt răng ngay tại nhà chỉ với vài nhánh tỏi. Sâu răng không chỉ gây ra những cơn đau nhức khó chịu mà còn là một trong những nguyên nhân gây ra hôi miệng hàng đầu. Chính vì vậy, cần phải nhanh chóng tìm cách chữa sâu răng, càng sớm càng tốt. Chữa sâu răng bằng tỏi kết hợp với muối là cách làm được nhiều người lựa chọn. Vì muối và tỏi là những nguyên liệu có sẵn trong bếp của bạn, cũng không mất nhiều chi phí để mua. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể thực hiện được ngay. Hôm nay thì Đẹp Online sẽ hướng dẫn chi tiết cách chữa khỏi dứt điểm bệnh răng miệng bằng tỏi đơn giản. Nguyên liệu cần chuẩn bị. Thứ nhất là khoảng 5 nhánh tỏi. Trong tỏi thì có chứa nhiều chất kháng sinh có tên là acylin. Chất này có tác dụng chống lại các virus gây bệnh rất tốt. Ngoài chất kháng sinh acylin có tác dụng chống lại virus hiệu quả thì trong tỏi còn chứa nhiều thành phần như glucoren, phytorin, alin. Những chất này có tác dụng sát trùng, diệt khuẩn và chống viêm nhiễm cao. Thứ hai, bạn chuẩn bị thêm cho mình một chút muối trắng. Muối cũng là thành phần giúp kháng viêm tốt. Chính vì vậy, hai nguyên liệu trên khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một phương thuốc chữa sâu răng hiệu quả. Cách thực hiện khá đơn giản. Bước thứ nhất, các bạn sẽ làm sạch phần vỏ tỏi đi. Bước thứ hai, bạn chuẩn bị dụng cụ giã và cho tỏi đã bóc vỏ vào giã thật nhuyễn cho mình. Bước thứ ba, bạn sẽ cho luôn vào một thìa muối trắng và giã cùng với tỏi. Bước thứ tư, sau khi hỗn hợp đã được ra nhuyễn, bạn đổ ra một cái bát. Vậy là sau vài bước đơn giản, các bạn đã có ngay hỗn hợp trị sâu răng, ê buốt răng hiệu quả rồi đấy. Rất nhanh đúng không các bạn? Với hỗn hợp tỏi và muối gia nhuyễn này, các bạn sẽ dùng nó đắp trực tiếp lên vùng răng bị sâu khoảng 10 phút, sau đó thì nhổ ra và súc miệng lại với nước sạch hoặc là nước muối pha loãng. Kiên trì thực hiện trong vài ngày, mỗi ngày 2-3 lần sẽ giúp bạn nhanh chóng giảm được những cơn đau răng khó chịu, ê buốt. Đồng thời mỗi buổi sáng bạn có thể ăn thêm một tép tỏi sẽ giúp răng chắc khỏe hơn đấy. Khi bị sâu răng thì thường khiến bạn cảm thấy đau nhức khó chịu, thậm chí là có thể làm bạn bị viêm tủy, răng trở nên vàng ố xấu xí và kèm theo đó là chứng hôi miệng, làm chúng ta mất tự tin và gây ảnh hưởng đến người khác. Chính vì vậy, không nên vì những sai lầm hàng ngày mà khiến cho răng bị sâu, gây ra những hậu quả khó lường. Và để hạn chế mức sâu răng, chúng ta cần lưu ý một số điều cơ bản sau đây. Hạn chế sử dụng đường. Theo nghiên cứu thì những người ăn nhiều đường có nguy cơ mắc sâu răng cao hơn so với những người ăn ít đường. Khám răng và lấy cao răng định kỳ. Cần khám răng định kỳ 3-6 tháng một lần, nên lựa chọn những cơ sở răng hàm mặt uy tín, chất lượng để khám an toàn hơn. Vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Mỗi ngày thì chúng ta cần đánh răng sạch sẽ 2 lần sáng và tối, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Cần vệ sinh bàn chải sạch sẽ sau khi đánh răng. Khoảng 2-3 tháng thì cần phải thay bàn chải đánh răng một lần để hạn chế vi khuẩn phát triển trong bàn chải đánh răng.
Và trên đây là cách chữa sâu răng bằng tỏi kết hợp với muối, bạn có thể tham khảo và áp dụng ngay tại nhà. Hy vọng với những thông tin ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc đẩy lùi những cơn đau nhức do sâu răng gây ra, tránh ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúc các bạn luôn thành công! Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!